À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Đó, hôm kia mình có làm clip mà tưới phân á. Thì em mới chơi không biết phân gì á, thì nói chung là chúng ta mua những cái loại phân mà dưỡng rễ, bén rễ, hữu cơ rồi đó. Chúng ta coi cái liều lượng trên cái chai nè. Đó, ta tưới theo, còn cái nào nó không có liều lượng á, ta tưới theo liều lượng nhà sản xuất á, ít bằng hoặc là ít hơn. Còn cái nào nó không có liều lượng là phân, những là phân NPK, những là phân viên á, phân hóa học á. Đó là 200 g. 200 g pha với 100 lít nước. Tương đương với 1 lít nước á, và là pha 2 g. Ha. Đó, anh em mới chơi thì không biết á. Nói chung là người ta có, người ta đi ra mua bắt cái phân tưới đó, trên cái nhãn nó có thì người ta làm theo cái nhãn, còn không có là phân NPK, những loại phân viên, phân viên, phân hóa học nó tổng hợp sẵn á, nó có dạng hạt hạt á. Này cây mai nè, quá đã, siêu bông Sài Gòn, lá siêu to nè, lá bành bành không à, bàn tay không à. Nước rượt á, như rau muống nha. Chung cây nào nha, ghép mai vàng, ghép tứ quý, mình thấy lấy ra ghép cây nào lá cũng bự cả. Cái tọt này yếu yếu nè, lá bắt đầu nhỏ nhỏ lại nè, do chăm sóc á. Anh em xem chơi nha, cập nhật ra mấy cái cây mà mai vàng nè. Mai vàng thì ghép lẹ lắm, mai tứ quý, quý thì trồng lâu hơn, được cái bộ rễ nó bền hơn. Cây tứ quý nè, cây tứ quý nè, cây mai vàng nè. Cây mai vàng này quá tươi tốt à. Cúc thọ hương nè, đó. Nuôi bấm kẹo tàn kích rịch luôn. Giống là rất là mạnh đó, thọ hương nè, mạnh dữ lắm, mạnh. Đi đọt dữ lắm, phải bấm chặn thường á. Chứ không mình tới Tết là lá không à. Quá mạnh đi. Đây, mấy cây hôm trước làm nè. Này to lên nè. Đó, làm bằng cái đầu đũa này nó bự bự rồi, ngón tay hết rồi. Tứ quý nè, tứ quý nhỏ như trái tim vậy nè, nhỏ nhỏ mà cũng trồng mà, cũng mấy chục năm rồi đó, đế bích cái chậu luôn. Ta xem chơi vui á. Nhiều cây nè. Mai tốt thấy sợ không? Cái chột nó ui à. Ngón tay luôn à. Mấy cây không có rễ nè, 4-5 cây nè, nguyên cái bệ á. Đó, chúng ta thích bông nhiều thì chúng ta lấy 4-5 cây ta trồng lại chung cái chậu hình oval như thế này á. Hoặc hình chữ nhật đâu đó, Tết bông đặc lừ đó, trồng chung cái chậu tròn với cúc mâm xôi hoặc là treo dạng thọ đâu á, chung có nhiều mẫu lắm, chứ không phải nhất thiết cây mai phải trồng một cây một chậu á, ta thích kiểu nào thì ta trồng kiểu đó. Đó, trồng 3 cây dính lại luôn nè, quá xù luôn nè, gốc xù xì luôn. Tốt thấy sợ không? Nhìn thấy không? À, cây mai cát à, nó tốt, mập, chột mập tên luôn. À, này là chắc chắn là sống à, có rễ rồi. À, khi có rễ chúng ta muốn ghép ghép, muốn để nguyên thủy để. Thấy nó nụ quá trời nụ luôn.
đọt ra đỏ, đọt ra đỏ để Tết này mình coi bông, bông đẹp thì để chơi luôn, còn không đẹp thì cắt lại ghép. Đó, bữa mua về có 2-3 cọng rễ bự bự không à, đây là rễ như cùm ta như củ khoai mì vậy. Đây, này mấy cây mày cát anh em tham khảo, nhìn nó đã dữ lắm, đã chung chơi cái thân không cũng đủ à, như kiểu chơi bức tượng á. Này kéo nhựa hết rồi. Đó, nói chung là chúng ta chơi cái này chúng ta chỉ dừng lại mức là chơi thôi, chứ mà làm bán mình thấy không khả quan, thời gian nó quá lâu đi, cái này chơi phải mất hàng năm, 3-4 năm mới chơi được. Đó, trồng cho để nó ăn cứng bầu lúc đó mới chơi khỏe. Đó, mấy chục năm nó nằm ở trên đồi cát đâu, như cái sừng hưu sừng nai vậy nè, quá đã. Này cây mai, cây mai nè, ta chặt ta đốt rừng đốt rẫy gì đó, trái lõm xuống nè, mặt cát đó có thể ngang đây, ngang đây cát nè, ăn cắm xuống nè. Nói chung chơi có này có kia không có chán á, đã lắm, nhìn quá đã. Này cây này ở đây nè, cây bình bông nè, này nó lên tược nhấp nè, ở ngoài nhìn nó thù lù như cái bình bông nha. Cái này chúng ta làm trồng được là nói chung là mấy cây tứ quý với mai vàng đó chúng ta là chuyện nhỏ đó, chúng ta luyện được tính kiên trì nè, cứ bình bình thôi nó sống được nè, không có gì phải gấp. Đó, mấy cây tứ quý mai vàng thì rễ bông rễ cám rất là nhiều đó, chúng ta trồng được cây này sống thì mấy cây mai vàng mai tứ quý thì chúng ta trồng y chang vậy thôi đó, rất là dễ. Có mấy cái cọng rễ à, nhử từ từ nó ra từ từ. Đó, cây này đây nè, mai cát nè, lên tược á, chơi này không có gấp được á, cứ từ từ. Cái mai vàng trồng mới có mười mấy 20 ngày thôi mà giờ nó xì đầy ở đây nè, rẻ lắm. À, chơi trải nghiệm á, như bức tượng thay vì chúng ta chơi tượng gỗ, tượng gỗ thì nó vô hồn, nó không có sức sống, ta chơi cái cây nè, cái cây mà nó giống như tượng gỗ vậy nhưng mà nó có sức sống, nó có sự sống trong đó, nó có hy vọng trong đó. À, và chia sẻ với anh em chơi cập nhật mấy cây mai cát mà đó, này người ta bán cũng rẻ, mấy trăm ngàn là có cây chơi rồi đó, còn nói chung là anh em mà làm mới biết làm á thì người ta mua đại cây mai vàng cây mai tứ quý trồng cho nó lẻ, trồng cây mai cát lâu lắm, nó có rẻ hơn nghe nhiều khi nửa giá hoặc là 1/4 1/5 giá 1/10 giá mà chúng ta chơi thì nó lâu dữ lắm á, trồng lâu lắm, mấy tháng à, 3 tháng mấy 4 tháng gì đó, mới có nhiều đó đó, còn 3 tháng ấy 4 tháng à, của mấy cây này nó tùm lum luôn à, lẻ lắm, mai vàng tứ quý nó lẻ lắm à. Rồi, và chia sẻ với anh em à, mấy cây mai cát nè, mai cát thân nhìn đã lắm,
Đó, sau này chúng ta muốn ghép, muốn để nguyên thủy, để nguyên trồng sống trước đi. Thụt lù luôn, như cái bình bông mà. Mấy cây tứ quý mà trồng sau nó, sao nó này lên trần. Kéo nhựa xì tược hết à. Cây mai vàng. À, và chia sẻ với anh em, chúc anh em buổi sáng tốt lành.